Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, cách đây không xa, chỉ 1-2 ngày trước thôi thì tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2.0 2021, nhưng chiếc đó là sản xuất năm 2020 quý bạn nhé, và đăng ký năm 2021. Vừa rồi thì tôi lại cũng mua về được một chiếc xe Kia Cerato này, sản xuất là năm 2021 luôn quý vị bạn nhé. Sản xuất năm 2021, đăng ký năm 2021, đăng ký là cuối năm 2021, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và mới lăn bánh có 1.700.000 km thôi. Và cái đồng hồ này là chúng tôi vẫn cam kết là đồng hồ nguyên bản, không tua quý bạn nhé. Tất cả là còn nguyên bản này, nguyên bản từ dàn lốp. Đấy, và chiếc xe mới lăn bánh có 1.700.000 thôi, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng quý bạn nhé. Và chiếc xe Kia Cerato này ở cái phiên bản 2.0 Premium, phiên bản đầy đủ nhất, cao cấp nhất đấy quý bạn nhé. Và chiếc xe này cũng gần giống như chiếc xe hôm trước, đó là được chủ xe đã độ lên màn hình Android và camera 360 đây, đầy đủ hết cả rồi. Cảnh báo áp suất lốp đầy đủ hết luôn quý bạn nhé. Chiếc xe này là chủ xe cũng độ lên là một cái gói đồ độ rất là xịn quý bạn ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2.0 Premium sản xuất năm 2021, đăng ký cuối năm 2021, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, lăn bánh 1.700.000 km này, thì chúng tôi đang bán với giá là 668 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể trả dần trong vòng 5 năm. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2.0 Premium này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2.0 Premium 2021 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe. Xin chia sẻ với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi vừa mới mua về được cách cái lúc mà thời điểm mà tôi đang quay bây giờ là 1 tiếng đồng hồ thôi ạ. Tôi vừa mới mua về được chiếc xe này cách đây 1 tiếng và tôi đem ra tôi quay luôn, chưa có dọn dẹp gì quý bạn nhé, mà nó rất đẹp như này đấy ạ. Chủ xe còn đang vừa chuẩn bị rửa để chụp ảnh đăng bán thì tôi biết được là chủ xe này bán xe, nên là chưa kịp chụp ảnh tôi đã ra tôi mua luôn rồi, cho nên là chủ xe không cần phải chụp ảnh nữa, vừa mới rửa xong, cho nên là tôi chuyển tiền và đem ra đây tôi quay luôn cho quý vị và các bạn xem đây ạ. Bên trong là nó hơi bẩn một chút vì là bên ngoài thì rửa được, chứ bên trong thì chưa có kịp dọn dẹp gì quý bạn ạ, nhưng mà rất là đẹp quý vị và bạn nhé. Rất là nhiều cái phần bên trong là chủ xe còn chưa bóc ni lông cơ ạ, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Bên ngoài chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu, cho nên là rất là đẹp. Nước sơn đây thưa với quý bạn, nước sơn bên ngoài, sơn zin nguyên bản của xe còn rất là nhiều. Đấy, xước sáp thì rất là ít thôi, nguyên bản còn rất là nhiều. Đây cái nền quý bạn xem nhé, cái nền rất là đẹp vì chiếc xe này chủ xe chạy mới có 1.700.000 km thôi, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Chiếc xe hôm trước mà tôi quay cho quý vị và các bạn là cái nước sơn zin của xe còn nguyên cơ, chưa có một vết sơn lại, nhưng chiếc xe này thì cũng còn zin rất là nhiều quý bạn nhé, sơn lại không đáng kể và rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, màu trắng rất là đẹp. Và nhìn về cái phần đầu thì quý vị các bạn thấy được là xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon ông này. Đấy, và cặp đèn pha này chưa có bị xước sát gì cả, còn rất mới, rất là đẹp. Đẹp từ mặt ca lăng. Đấy, mặt ca lăng này cho đến cụm đèn pha bên này này, cụm đèn pha cũng chưa có một cái vết xước nào cả này. Đèn xi nhan này. Đấy, phía dưới là đèn gầm. Lưới tản nhiệt cũng còn rất đẹp, rất là mới quý vị các bạn nhé. Đấy, cái xe này thì chủ xe còn đổi cả đôi biển dài quý bạn ạ. Đôi biển nguyên bản của xe đang vứt ở đằng sau đấy, còn đây là cái đôi biển dài mà chủ xe đã thay vào cho chiếc xe này rồi.
rất là đẹp ở cái phiên bản 2.0. Phiên bản 2.0 là cái phiên bản đầy đủ nhất, phiên bản premium, thì xe cũng đã được trang bị cả cảm biến trước. Đấy, cảm biến trước cho nên là có thể nói là cảm biến quanh xe quý bạn nhé. Đấy, nhìn về phần đầu rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Và chủ xe cũng đã độ thêm một cái bộ camera 360. Đây là camera 360, đây là camera phần đầu quý bạn nhé. Camera phần đầu này, camera trên gương này. Đấy, camera trên gương này. Và gương chiếu hậu được là tích hợp xi nhan trên gương và ghi gương chiếu hậu gập điện quý bạn nhé. Đấy, camera sau này, đây là camera sau luôn các bạn nhé. Camera sau này là camera nguyên bản của xe nhưng tích hợp được camera 360 luôn. Đấy, và camera sườn bên lái này. Đấy, camera 360. Lát nữa thì lên xe tôi sẽ cho quý vị bạn xem về cái màn hình và camera, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, cửa nóc, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa, đầy đủ hết luôn quý bạn nhé. Và với chiếc xe chạy có 1.7 vạn thì quý vị và các bạn xem đây ạ, cái dàn lốp còn rất là dày, dàn lốp nguyên bản của xe đây thưa với quý vị và các bạn. Chiếc xe này sản xuất năm 2021 thì cái đết lốp là 2021 luôn quý bạn nha. Đấy, đết lốp là 2021 này, cả một cái dàn lốp này còn nguyên bản và còn rất là dày này. Đấy, lốp rất dày luôn quý bạn nha, 21 này, cả một cái dàn lốp đều 21. Chiếc xe này là sản xuất cuối năm 2021 cho nên là phụ tùng đều là 2021 hết luôn quý bạn nhé. Đấy, lốp rất dày, rất mới, đết lốp đều 2021 luôn quý bạn này. Đấy, phụ tùng đều là 2021 nhé, cả một cái dàn lốp này đều 2021 và còn rất dày quý bạn nhé. Mới chạy có 1.7 vạn thôi mà một cái dàn lốp này thì chạy ít nhất khoảng 5-6 vạn, cho nên là cái dàn lốp này quý vị và các bạn cũng có thể chạy được rất lâu nữa, chạy được rất nhiều nữa. Đấy, rất là đẹp cho một chiếc xe Kia Cerato phiên bản premium 2.0 2021 quý vị các bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phần đằng sau, nhìn về phần ba đời sốc sau thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, ở cái phiên bản 2.0 premium này thì xe cũng đã được trang bị là bô đôi. Đấy, với bô đôi luôn quý bạn nhé. Phiên bản 2.0 này premium. Đấy, và cái biển sau này thì chủ xe cũng đã đổi lên biển dài quý bạn nhé. Đấy, biển Hà Nội và đuôi cũng rất là đẹp đấy ạ. Đấy, và nhìn về cái đằng sau này thì quý vị bạn thấy được là cái cụm đèn hậu cũng còn rất mới, chưa có bị va chạm gì cả, chưa có bị xước sát gì cả này. Cụm đèn hậu đây ạ, còn rất đều, rất đẹp. Phía bên dưới là cụm đèn xi nhan, cụm đèn lùi cũng giống như vậy ạ, còn rất đẹp luôn ạ. Đấy, chưa có bị va chạm, chưa có bị xước sát, chưa có bị nứt vỡ gì cả. Camera lùi nguyên bản theo xe, cảm biến lùi cũng nguyên bản theo xe. Đấy, và chiếc xe này thì chủ xe độ thêm cả cảm biến áp suất lốp quý bạn nhé, cho nên là cái van cảm biến áp suất lốp đây ạ, rất là xịn nhá. Van cảm biến áp suất lốp theo xe, chủ xe độ thêm đấy ạ. Đấy, độ thêm cái bộ van trong chứ không phải van lắp thêm bên ngoài nhé. Van này là van trong, rất là đẹp luôn. Và thưa với quý vị và các bạn, ở những chiếc xe Kia Cerato bây giờ là cái thời buổi là công nghệ mới rồi, cho nên là động cơ 2.0, tuy là động cơ 2.0 nói là to nhưng mà rất tiết kiệm nhiên liệu quý bạn nhé. Đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố cho chiếc Kia Cerato này đây quý bạn này. Đấy, 2.0 số tự động nhá, nhưng chỉ có 7,17 lít xăng cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy trong khu đô thị chỉ 9,89 lít, nếu như chạy ngoài đô thị chỉ có hơn 5 lít thôi quý bạn ạ, 5,61 lít cho 100 km quãng đường ngoài đô thị, rất tiết kiệm nhiên liệu đúng không quý vị và bạn. Thưa với quý vị và các bạn, ở cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần keo chỉ và option bên trong của chiếc xe. Trước tiên thì tôi sẽ mở cánh cửa trước bên lái cho quý vị các bạn cùng xem. Keo chỉ cánh cửa phần bên trên này thì không có keo chỉ quý bạn nhé, chỉ có keo chỉ ở phần dưới thôi. Rất là đẹp luôn quý bạn này, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Từ những cái tắp bi cánh cửa cũng rất là mới. Và ở cái phiên bản 2021 này thì là nội thất hai màu, đỏ đô và đen, kết hợp giữa đỏ đô và đen rất là đẹp. Còn cái cụm điều chỉnh lên xuống kính đây thưa với quý vị và các bạn rất là mới luôn ạ.
chạy rất ít cho nên nó mới được như này. Nếu chạy nhiều nó sẽ xước sát. Cụm điều chỉnh gương chiếu hậu gập điện đây, thưa với quý vị các bạn, đây là gập điện nhé, gương chiếu hậu gập điện này, ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên hết luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, ốc còn nguyên chấm sơn của nhà sản xuất này. Đấy. Và nhìn vào bên trong xe thì quý vị và các bạn thấy đây ạ, nội thất hai màu, nội thất đỏ đô và đen kết hợp rất là đẹp. Và ghế lái chỉnh điện luôn quý bạn nhé, phiên bản 2.0 này thì ghế lái chỉnh điện này. Vô lăng rất là đẹp luôn, mới có 1.7 km thôi đây thưa với quý vị bạn. Cái đồng hồ này chúng tôi cam kết là chuẩn luôn quý bạn nhé, chúng tôi không tua đâu ạ. Đấy, rất là ít, chạy rất ít luôn ạ. Từ vô lăng, cần số này rất là mới luôn, tay phanh cũng rất là mới luôn. Cửa sổ nóc đấy, rất đẹp, đây là cái ốc bản lề cánh cửa phía sau. Ốc bản lề đây thưa với quý vị và các bạn. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị và các bạn nhé. Tem của nhà sản xuất này, chiếc xe được sản xuất tại Việt Nam luôn ạ, lắp ráp tại Việt Nam, phiên bản này là phiên bản 2.0 quý vị và các bạn nhé, phiên bản 2.0 đấy, sản xuất năm 2021 nhé. Chiếc xe hôm trước mà tôi giới thiệu quý vị bạn là 2021, như là model thôi, sản xuất là 2020. Chiếc xe này là sản xuất năm 2021 luôn quý vị bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn đấy, đẹp từ nội thất cho đến phần này, ngoại thất của chiếc xe. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý, cánh cửa phía sau bên lái, xin lỗi quý vị bạn, đây là cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị bạn nhé. Keo chỉ này cũng còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Keo chỉ này, đến ốc bản lề cánh cửa này cũng còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa luôn. Táp bi cánh cửa này đều rất là mới, nội thất thì đỏ đen rất là đẹp. Và chủ xe cũng đã ốp cả cái tấm inox để bậc cửa này, chống xước này, rất đẹp này. Và thảm trải sàn cũng được chủ xe phối hợp rất là đẹp lại, màu đỏ đen đấy ạ. Tông xòe tông luôn ạ. Và cái bộ thảm trải sàn 5D này rất là xịn quý vị bạn nhé. Đấy, và cái phần ghế rất là mới. Đằng sau thì quý vị bạn xem này, rất là lạ luôn nha. Chiếc xe này chủ xe còn chưa bóc ni lông ở cái tựa cái ghế sau này. Cái lưng ghế sau này là chủ xe còn chưa bóc ni lông cơ. Đấy, và nó rất đẹp như này đấy ạ. Đấy, ghế sau rất là mới, gần như đằng sau này không có người ngồi quý bạn ạ. Đấy, đằng sau này gần như không có người ngồi cho nên là mới giữ được cả cái ni lông này, chứ có người ngồi là người ta sẽ vừa ngồi vừa đi xe, người ta nghịch, người ta hay bóc ra. Đằng sau này không có người ngồi cho nên mới giữ được cả cái ni lông này các bạn nhé. Đấy, chúng tôi đi mua xe rất là nhiều như cảm thấy là rất là lạ, làm sao mà đằng sau cái ni lông này còn nguyên chưa bị bóc. Và Kia cũng đã trang bị cho chiếc Cerato này là một cái cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau rồi, cho nên đằng sau này ngồi cũng rất là mát quý vị bạn nha. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option bên trong của chiếc xe. Đây thưa với quý vị và các bạn, chủ xe cũng đã độ lên cái màn hình Android rất là xịn và camera 360 đấy ạ. Ngồi trên xe chúng ta có thể quan sát quanh xe luôn ạ, quan sát đủ bốn hướng luôn quý vị bạn nha. Đấy, và đồng hồ công tơ mét thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn, đồng hồ công tơ mét này là 1.7 chuẩn này. Đấy, 1.7 chuẩn, vô lăng rất là đẹp luôn ạ, vô lăng rất là mới, 1.7 trên vô lăng nó còn mới còn đẹp như này. Vô lăng cần số này, tay phanh đều rất là mới này. Điều hòa tự động hai vùng độc lập, đè nổ start stop này. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này. Cruise control kiểm soát hành trình hay còn gọi là cruise control đấy ạ, kiểm soát hành trình hay ga tự động. Đấy, và cảm biến áp suất lốp mà chủ xe lắp thêm đấy, nó báo ở trên cái này. Đấy, và gương chiếu hậu là chống chói luôn quý bạn nhá. Phía bên trên cửa nóc đầy đủ rồi quý vị các bạn ạ, rất là đầy đủ đồ. Ở cái phiên bản 2.0 này thì không có thiếu cái gì đâu quý vị các bạn ạ, rất là đẹp này, đẹp từ táp bi cửa này cho đến những táp lô. Đấy, đều rất là đẹp, rất là mới quý vị các bạn nhá. Option thì lại rất là nhiều mà chủ xe lại còn lắp thêm một số cái option nữa. Và đặc biệt ở chiếc xe này thì quý vị các bạn thấy đấy, đã có sạc không dây quý vị bạn nhé. Đây, sạc điện thoại không dây này. Đấy, tôi đặt cái điện thoại vào cái là điện thoại nó sạc luôn đấy ạ. Đấy, quý vị bạn xem thấy điện thoại này, sạc điện thoại không dây này. Rất là hay, rất là tiện quý vị bạn nhé. Tiếp theo thì tôi lại tạm thời tắt cái máy này đi ra. Tôi sẽ giới thiệu thêm cho quý vị và các bạn những cái phần còn lại bên ngoài của chiếc xe này quý vị bạn nhé. Rất là đẹp luôn ạ, rất là mới luôn đấy ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị và các bạn cùng xem. Cốp sau thì xin thưa với quý vị và các bạn, chúng tôi chưa có dọn đâu.
bên trong này là còn bẩn nguyên ạ. Mua như nào là tôi dọn để nguyên như vậy đấy ạ. Đây là cái đôi biển nguyên bản của xe mà chủ xe lại đổi thêm cái biển dài. Và đây là cái đầu màn hình nguyên bản của xe mà chủ xe đã độ lên Android, cho nên là cất ở trong cốp này đấy ạ. Toàn bộ về đằng sau này thì thưa với quý vị và các bạn, rất là mới luôn nhé. Từ những cái cốp sau này, keo chỉ của cốp sau này còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ cốp sau nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, keo chỉ này nguyên bản. Đấy, và cốp sau thì thưa với quý vị và các bạn, ở cái phân khúc hạng C thì nó rất là dài, cho nên là cái cốp sau rất là rộng quý bạn ạ. Và đặc biệt là chủ xe không có chứa đồ gì cả, cho nên là nó rất là đẹp, mà lại còn được lót bởi những cái tấm mà chủ xe lắp thêm đây ạ. Và cái bộ thảm nguyên bản theo xe đấy ạ. Bộ thảm nguyên bản theo xe thì chủ xe còn chưa dùng đến, rất là mới này. Cái bộ thảm này là bộ nguyên bản của xe đấy. Bộ nguyên bản của xe mà lúc mua xe là được cấp cái này đấy, nhưng chủ xe không dùng đến. Chủ xe lắp luôn cái bộ 5D rồi. À, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Cái biển số cũng được ép rất là chỉnh chu, rất là đẹp. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Từ keo chỉ cánh cửa phía sau cũng còn nguyên bản luôn. Đấy, keo chỉ cánh cửa sau này. Đấy, đều ốc cánh cửa này, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên bản này. Đấy. Và táp bi cánh cửa, táp bi cánh cửa cũng còn rất mới quý vị các bạn nhá. Bậc cửa thì quý vị bạn xem đây ạ. Chủ xe đã ốp bậc cửa inox rồi, chống xước rồi. Thảm lót sàn 5D vừa sang vừa sạch. Đấy. Rất là đẹp, tông xòe tông màu đỏ đen cùng với cái tông của xe. Rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhá. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ, cũng là bấm tay để mở cửa đây ạ, khóa thông minh. Từ keo chỉ này, keo chỉ cánh cửa là còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Keo chỉ cánh cửa này còn nguyên bản hết luôn. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên hết luôn quý vị bạn ạ. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên bản này. Táp bi rất là đẹp, rất là mới luôn quý bạn nhé. Đẹp từ táp bi cho đến những táp lô này. Vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là mới luôn nhé. Đấy, bên này còn chưa bóc ni lông ở đây này. Cái ghế này chưa bóc ni lông này. Và bậc cửa này, chủ xe đã ốp thêm inox chống xước rồi. Đấy, nội thất thì rất là đẹp. Đẹp từ những cái sàn mà chủ xe đã làm lên cho chiếc Kia Cerato 2021 này đấy ạ. Rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy, từ đẹp từ cái phần này. Nội thất bên trên và bên trần, cửa nóc đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Do vừa mới mua chiếc xe này về cách đây hơn một tiếng đồng hồ thôi, cho nên là chúng tôi chưa có dọn rửa gì, chỉ có rửa bên ngoài được thôi. Chứ bên trong là chưa có dọn rửa gì, nhưng tôi vẫn quay, tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn cho nó thật quý bạn nhé. Từ cái ốc cabo này, ốc cabo còn nguyên bản này, chưa có vết tháo quý bạn nhé. Keo chỉ cabo này, keo chỉ cabo cũng còn nguyên luôn ạ. Đấy, còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. À, chưa có mất một phân keo chỉ hay là chưa có một cái dấu hiệu tháo ở trong cái nắp cabo này quý bạn ạ. Đấy, ốc cabo này còn nguyên, ốc chân cabo này cho đến những cái ốc tai. Đấy, ốc từ ốc tai này còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn ạ. Chưa có một con ốc nào tháo ra ở cái xe này quý bạn nhé. Đấy, còn nguyên bản hết luôn này. Đấy, ốc tai này, ốc chân cabo này. Đấy, những cái rất đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Một chiếc xe này nó còn nguyên bản. Động cơ thì nó hơi bẩn một chút là do 5 tháng sử dụng, từ năm 2021, cuối năm 2021 đến bây giờ sử dụng được khoảng gần 1 năm rồi quý bạn ạ. Gần 1 năm rồi quý bạn nhé. Cho nên là nó hơi bẩn một chút. Chúng tôi chưa có dọn dẹp gì được, như tôi quay cho nó thật quý bạn ạ. Nhưng cái ốc chân máy này, thưa với các bạn này, ốc chân máy này còn nguyên bản hết này. Ốc mặt máy cũng còn nguyên luôn quý bạn nha. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp. Riêng về cái động cơ này thì sau khi tôi quay cái video này thì một lát nữa là tôi sẽ cho đi dọn rửa cái động cơ này,
Cho nên là quý vị và các bạn nào mà đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng tôi thì chắc chắn cái động cơ nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều rồi. Cho nên là quý vị các bạn xem ở cái video này thì nó có sao thì tôi quay như vậy ạ. Đấy, nó hơi bẩn một chút thôi vì xe chúng tôi mua về chưa dọn. Kia cũng đã trang bị cho chiếc Cerato 2.0 2021 này là một cái khối động cơ xăng, động cơ DOHC 2.0 lít kết hợp với hộp số tự động, rất tiết kiệm nhiên liệu đây quý bạn ạ. Chỉ có hơn 5 lít xăng cho 100 km quãng đường trường quý bạn nhé. Quãng đường bên trường thì là hơn 5 lít, chứ còn nếu như mà kết hợp thì nó phải hơn 7 lít. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2.0 Premium 2021 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội ạ. Và chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là đồng hồ chuẩn không tua này, thứ hai là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản và tất cả còn nguyên bản luôn ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 668 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi quý vị bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato 2021 phiên bản 2.0 và Premium này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Cerato 2021 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.